Dhamma Giri, Ấn Độ 25 tháng Giêng năm 1999 Trách nhiệm của sự phục vụ Dhamma Những con cái Dhamma thân mến của Thầy Phục vụ Dhamma là một trách nhiệm lớn lao. Trong khi phục vụ, các con phải hiểu những hạn chế của mình và làm việc trong giới hạn này một người phục vụ đam ma phải giúp đỡ thiền sinh trong những vấn đề về quản trị, nhưng không được chỉ dạy họ cách thành thiền. Chỉ những người được phép mới có thể dạy đam ma. Khi các con đã phát triển đầy đủ để giảng dạy, thầy sẽ rất vui để bổ nhiệm các con làm thiền sư phụ tá. Nhưng nó cần thời gian để chín mùi trong đam ma cho tới thời điểm đó hãy tiếp tục làm việc trong giới hạn được cho phép của mình khi một thiền sinh gặp khó khăn các con cảm thấy rằng mình có thể nói giống như thiền sư sẽ nói ví dụ như hãy thở mạnh hơn một chút hãy đưa sự chú tâm tới hai bàn tay bàn chân nhưng các con không bao giờ nên chỉ dẫn vì có sự nguy hiểm là mặc dù con có thể giúp ích. Các con cũng có thể có lời chỉ dẫn hoàn toàn đi ngược với Vipassana. Đây là điều xảy ra tối qua khi một thiền sinh than đau dữ dội và một người phục vụ đan ma nhiều kinh nghiệm nói: "Tôi sẽ chăm cứu để bạn bớt đau." Một lỗi lầm quá sức trầm trọng. Vài tháng trước, thầy nhận được điện thoại nói rằng có người trong một khóa thiền ở Hy Mã Lạp Sơn đã áp dụng reiki nhân điện vào một thiền sinh đang bị đau rất nhiều hai sự kiện này là một sai lầm nghiêm trọng trong cả hai trường hợp thầy phải áp dụng biện pháp mạnh để bảo vệ sự tinh khiết của phương pháp hãy hiểu tại sao điều này lại quan trọng đến thế bất tịnh bị trồi lên trên bề mặt vì sự thực hành vipassana và chỉ có vipassana mới có thể tẩy trừ được chúng, không phương pháp nào khác. Nếu các con pha trộn phương pháp nào khác vào vipassana, nó sẽ chiếm ưu thế và vipassana sẽ bị lãng quên. Trong quá khứ điều này đã xảy ra ở Ấn Độ. Sự nghiên cứu cho chúng ta thấy rằng 500 năm sau thời của Đức Phật, vipassana được giảng dạy trong sự tinh khiết tinh nguyên, sau đó những người vô ý thức bắt đầu thêm thắt vào phương pháp và những gì được thêm vào chiếm ưu thế và vipassana bị tàn lụi ngay cả trong thời gian ngắn ngủi lúc thầy đang giảng dạy vài người có được lợi lạc sau khi tham dự vài khóa quyết định dùng phương pháp tuyệt vời này trong tôn giáo của họ nhưng nếu họ giảng dạy y hệt như chúng ta đã làm thì quan điểm tông phái của họ sẽ không còn chỗ đứng. Bởi vậy, họ thêm lời hướng dẫn về quan sát linh hồn. Kết quả là sau 10 năm thiền sinh của họ tới gặp thầy nói rằng Bây giờ chúng tôi không quan sát cảm giác, chúng tôi chỉ quan sát linh hồn. Họ đã hoàn toàn đánh mất đam ma và cùng việc đó sẽ xảy ra tại trung tâm ở đây nếu thêm thứ gì vào. Đan Ma đã trở về Ấn Độ sau hai ngàn năm và bây giờ lan truyền khắp thế giới trong cương vị một người thầy. Nhiệm vụ của thầy là chắc rằng phương pháp phải được duy trì trong sự tinh khiết tinh ban sơ vì lợi ích của những thế hệ mai sau. Người đang lãnh đạo phải hết sức cẩn thận. Thầy không thể dung dưỡng một số hành động làm hại đến sự truyền bá Đan Ma. Hành động đầu tiên như thế là tà dâm, Thứ hai là thêm bất cứ thứ gì vào trong lời hướng dẫn thiền sinh. Thầy biết hầu hết các con không bao giờ phạm những lỗi lầm như thế, nhưng các con phải học hỏi từ việc xảy ra ngày hôm qua và đảm bảo rằng những việc như thế sẽ không bao giờ xảy ra trong tương lai khi các con phục vụ ở bất cứ nơi đâu. Sư phụ của thầy, Sayagi Ubakin, không cho phép thầy tham dự khóa đầu tiên vì thầy nói với ngài là thầy tham dự chỉ để chữa trị chứng nhất đầu kinh niên. Mặc dù thầy là một người lãnh đạo cộng đồng, người ấn ở Rangoon, người lãnh đạo cộng đồng thương mại, chủ tịch phòng thương mại, một triệu triệu phú. Sayagi nói, không, ta không thể dạy cho con nếu con muốn học một con đường tâm linh cao cả ta có thể giúp con, nhưng nếu con tới chỉ để chữa trị về thể xác thì hãy đi về, con làm giảm giá trị của danma. Nếu một thiền sinh bị đau đớn và chúng ta bắt đầu chăm cứu dùng reiki hay bất cứ thứ gì khác, chúng ta sẽ làm hại thiền sinh. Chúng ta sẽ làm giảm giá trị của danma, hãy cẩn thận. Lời khuyên này được đưa ra với meta để giúp các con hiểu rõ khi các con phục vụ đam ma ở bất cứ nơi đâu, các con phải đảm bảo là người phục vụ không bao giờ được chỉ dẫn cách hành thiền cho thiền sinh, và không một ai được khuyên thiền sinh pha trộn bất cứ thứ gì vào Vipassana. Thầy chắc là chính các con sẽ không làm những việc như thế. Bavatu Mangalam